Bà Phương Hằng chính thức xin lỗi người công giáo có nên tha thứ. Thành Long mến chào cộng đoàn. Kính thưa cộng đoàn, đứng trước làn sóng phẫn nộ và không hài lòng của người công giáo thì vào chiều ngày 1 tháng 9 năm 2021, bà Hằng chính thức livestream công khai xin lỗi và thề mất linh hồn rằng bà không hề có ác ý, bà cũng không nghĩ câu chuyện vô thưởng vô phạt đó lại mang tới hậu quả khó lường. Sau đây là lời chia sẻ của bà. Cộng đoàn có cảm xúc gì khi nghe lời xin lỗi của bà Phương Hằng bình luận văn minh nhé? Với riêng Thành Long Vlog thì nghĩ đây có thể là sự tiếp thu ý kiến và thành tâm của bà Hằng. Cũng có thể vì bà không hiểu đạo Chúa nên mới lấy câu chuyện đó ra để kể. Bà Phương Hằng được biết trước giờ không ngại đụng chạm, không án đối tượng nào. Nhưng chỉ chưa tới một ngày sự việc xảy ra, bà đã chính thức xin lỗi như vậy. Thì Thành Long nghĩ đây cũng đến từ sự ăn năn của bà. Lạy Chúa, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Người công giáo chúng ta luôn sống yêu thương và tha thứ, nhất là khi người khác đã ăn năn, nhìn nhận tội lỗi của mình. Chúng ta cùng bỏ qua cho bà Hằng nhé.